Hello mọi người, Phai X3 đã có mẫu mới rồi. Hôm nay mới làm video cho mọi người kịp nha. Đây, đây là một cái combo Phai X3. Ở trong này á thì nó sẽ có những sản phẩm gì, bây giờ mình cùng đi review nha. Ở phía bên trong của hộp Phai X3 thì nó sẽ có một cái mã kèo trúng thưởng, là nghe nói là sản phẩm nào có cái mã kèo này á là đều có trúng thưởng nha bà con. Đó, đây mọi người ơi, không ít thì nhiều sẽ có trúng thưởng cho mọi người. Ở phía bên trong cái bộ sản phẩm kem X3 gồm có kem ban ngày của X3 nè, chống nắng X3 nè, và serum collagen của X3. Đây là những cái phiên bản rất là mới của nhà X3 nha mọi người. Đây là hộp kem ban ngày nè. Đó, còn cái này là serum, còn cái này chống nắng. Nghe nói là nguyên một cái combo như thế này nè, nó sẽ điều trị nám, bữa nay là nó sẽ mạnh hơn, cũng như là giảm nám nhanh hơn cho bà con luôn. Đây là dòng sản phẩm kem Phai Collagen X3 đông trùng hạ thảo, được chiết xuất từ đông trùng hạ thảo với cái chỉ số chống nắng là SPF 45, giúp dưỡng trắng mịn da và làm trắng trắng sáng da. Đây, có đầy đủ về tem của sản phẩm này mọi người ơi. Đó, dòng sản phẩm này sẽ mang lại một làn da trắng sáng và bóng rặng cho chị em. Tiếp theo đó là dòng sản phẩm serum collagen đông trùng hạ thảo. Đây, nó sẽ giúp cho làn da của chúng ta trắng, ngừa mụn và dưỡng ẩm cho da. Ok chưa? Đây là tiếp kem chống nắng. Tiếp kem chống nắng này sẽ giúp cho da của mình chống lại ánh nắng mặt trời, bảo vệ làn da và làm mịn da nha mọi người. Tiếp này sẽ có 20 gram đây. Cái tiếp nó cũng mới luôn rồi. Đây mọi người. Mọi người thấy chưa? Đây là sản phẩm mới của nhà Đông Anh. Đối với những chị em nào mua một combo như thế này, mua một combo như thế này mà mấy chị mua lần hai combo á, người mua hai combo như thế này thì sẽ được tặng kèm theo đó là một hộp kem ban đêm nha. Nhớ là hãy mua hai combo nhà của Đông Anh thì mới được tặng một hộp kem đêm. Ok chưa mọi người? Nhanh tay liên hệ sớm cho vị phẩm bát cứng qua số điện thoại hotline là 0355 838 057 hoặc là 0773 339 279. Facebook Trần Thị Alice. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok.